Xin giới thiệu với em, đây là lá gió dinh của hàng Tiệp nha. Đây là lá gió dinh. Phân biệt như sau. Dinh thì anh em đọc phía sau có đống số nha, ở phía sau nó có số. Như này số 4 này nha, nó số này. Chất liệu nhựa nó tốt hơn nội. Nhựa chất liệu nhựa thì cái viền lá gió nó trong hơn, nó dai hơn nha. Hàng này nhập dinh của Tiệp về nha. Nhưng mà anh em mà xài mà cái lá dinh này anh em về bỏ vô lỏng nó thì yếu á, thì anh em xài lá gió silicon tăng cost lớn lên nha. Thằng này silicon cao cấp nè, nó cũng giống như màu trắng thôi nhưng mà chất liệu mà silicon, thì thằng này tăng cost lớn lên được nha. Chuẩn nó là 25 ly nhưng mà mình tăng 25 ly 1, 25 ly 2 được, 25 ly 3, 54 nha. Thằng này ưu điểm nó là khích thường này, vô nó căng hơn, lượng hơi nó căng hơn, nó mạnh hơn nè. Anh em coi cái lá gió nó bung rất nhiều nè, đàn đàn hỏi rất là tốt nha. Lực nó căng nó mạnh hơn rất là nhiều, nó êm hơn nữa. Thằng này kêu to nhưng mà này nó êm đó. Thì anh em mà xài yếu hay lỏng hay gì đó, anh em lấy cái này tăng cost lớn lên nha. Đó, cái cây cây cũ á, cái ống nó mòn đó, thì mình xài thằng này là ok nhất nè. Thì thằng này bây giờ là anh em rất là chuộng rất là nhiều nha, ưa chuộng rất là nhiều. Tại thằng này nó ưu điểm nó là khích nó mạnh nha. Còn thằng này nó những cây mới thôi, còn cái lồng nó cũ nó khó chịu lắm, tại nó đúng chuẩn zin này. Thằng này tăng cost lớn lên mới được nha. Đó thì cái dòng đời cũ, còn 9kg nó đời mới đẹp 12kg này, nó xài lá gió cao su màu đen. Thì này lá gió cao su nhập nè, nhập anh em nhìn này nha, chất liệu cao su nè, nó cứng nha, nó cứng, nó tốt hơn cái hàng chợ. Hàng chợ thì nó mềm xèo à, còn này cao su nó cứng nha. Đó này hàng nhập, nhập xịn đây đó, độ bền này nó ngon hơn hàng chợ nhiều. Thì anh em mà mua xài hàng zin nó hơi mắc thiệt nhưng mà chất lượng nó ngon nha. Thì anh em quan tâm cái alo số điện thoại cho mình, cái Zalo này nó hay bị khóa, thành ra anh em cứ lưu số mình đi, cái gì alo cho mình đi, mình cho Zalo số khác này mình anh em vô xem hình nha. Đó này thì bên mình có lò xo nhập zin luôn nha, rồi anh em cần alo số điện thoại này nha. Xin cảm ơn anh em.